Hello, xin chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh của mình. Mình là Hải đang đây. Trong video ngày hôm nay, đang sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái cuốn sách rất là dễ thương, đó là Cha Bà Con. Thì cái bìa bên ngoài nó rất là dễ thương đó các bạn. Bây giờ đang sẽ tóm tắt cho các bạn sơ qua cái cuốn này. Thì nó kể về một người cha tên là Harry và cưới một người vợ. Thì mấy năm sau thì vợ đẻ con ra và vợ bỏ Harry, bởi vì Harry thất nghiệp là không có việc làm và vợ mới bực quá nên là một ngày hai vợ chồng cãi nhau, sau đó vợ nó mới là vợ sẽ bỏ đi và vợ bỏ đi qua Tokyo để lấy chồng mới. Và một ngày nọ thì cha của Harry cũng bắt đầu bị ung thư và đã qua đời. Và chỉ còn lại mẹ của Harry thôi. Và mẹ của Harry sống chung với Harry và con trai của Harry tên là Pat. Và hai người sống chung với nhau cho đến lúc khi Pat lên 5 tuổi là đi học mẫu giáo. Và Pat có một người bạn thân là một đứa con gái. Thì là hai đứa là mỗi ngày thì đi qua nhà nhau chơi. Và khi mà một chiều nọ thì Pat đi học về, Pat nói với Harry là: "Ba ơi, ba dẫn con với bạn quay qua công viên chơi được không?" Ba nói là được nhưng mà chỉ một tiếng đồng hồ thôi. Và khi hai đứa tạm biệt nhau thì Pat về nhà của Pat và bạn của Pat về nhà của bạn Pat, và hai đứa đó là một cái tình bạn rất là gắn kết. Và khi mà về nhà thì nó kể về những cái tình huống, ví dụ như là ba Pat chê ba nó ăn dở, là những cái tình huống mà hai cha con cãi cọ nhau. Và khi mà phần có thời một ngày nọ thì khi mà ba đang tắm cho Pat thì nghe một cái cuộc gọi điện thoại, và khi đó thì là mẹ của Pat đang đầu dây và nói là em sẽ quay về và làm hòa với anh. Thì hai vợ chồng mới làm hòa với nhau. Và sau đó Harry nói là bây giờ là mẹ con và ba sẽ chăm sóc con và gia đình Pat sống với nhau. Bạn đọc cuốn này rồi, mình chấm nó tầm 4 sao rưỡi ha các bạn. Và Đăng khuyên các bạn nên mua cuốn này về đọc, tại vì Đăng thấy là có nhiều người bình luận bên sau nói là nó rất là dồi dào cảm xúc ha. Và đây là phần cuối của video rồi, nếu bạn nào thấy video con này của Đăng ha, hãy bấm cho Đăng một like, một subscribe, một share để ủng hộ nhiều video mới nữa nha. Tạm biệt các bạn.